Hello chào tất cả anh em đã đến với kênh chuyển soi kèo nhân định bóng đá của mình và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em một cái video nữa đó là video soi kèo vòng 35 ngoại hạng Anh trận đấu giữa Newcastle và Liverpool được chưa? thì trước khi vào vấn đề chính của ngày hôm nay thì mình sẽ điểm lại một chút thông tin ở ngày hôm qua. thì hôm qua mình đã lên cho anh em về về Bundesliga này, La Liga này, League One này thì là tổng cộng là có 6 kèo thì chúc mừng tất cả anh em là đã thắng được 4 đến 6 kèo anh em nhé Và ngày hôm qua thì mình có khá là thất vọng khi mình xem trận giữa Strasbourg và PSG anh em ạ đó thì mình đã không hiểu rằng là đội nào là đội đang ở, ở cửa trên đấy thì ngày hôm qua là mình đã lót ở ở mấy kèo này anh em nhé Rồi mấy mấy kèo ở PSG thì cũng nói luôn với tất cả anh em ở cuối các cái video của mình thì đều có những cái thông tin để có thể liên lạc với diễn à, Zalo này telegram này fanpage này ok chưa ạ và hoặc là ngay ở trên banner thì đã cũng có cả số điện thoại Zalo của mình rồi thì anh em hãy kết nối với chiến để có những được những cái mã kéo đinh mà kéo chắc nhất có thể được chưa đấy thì à, tối nay thì có khá cực kỳ nhiều trận đấu xe diễn ra anh em ạ thì cái trận đầu tiên mà mình làm thì đã khá đã khá, khá là sớm đã và đó là trận giữa Newcastle và Liverpool anh em nhé thì uh, có thể nói ấy, thì với uh, 4 trận toàn thắng thì Newcastle đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 ở trên bảng xếp hạng. Đây anh em có thể thấy. Đó. Và hiện tại là đang sở hữu cho mình là 43 điểm. Và dù là khó có thể giành được suất tham dự cấp châu Âu mùa tới nhưng mà rõ ràng thì cuộc cải tổ về nhân sự của các ông chủ Ả Rập đã khiến cho đội chủ sân St uh, James Park dần vươn tầm lên trở thành một trong những cái thế lực mới ở tại Premier League và vì thế thì cuộc tiếp đón với Liverpool tới đây thì thầy trò huấn luyện viên Eddie Hope thì sẽ ra sân với một tâm lý là mình nghĩ là khá là thoải mái đấy và trong khi đó thì bên phía bên kia Liverpool thì họ đang có một cái đà thăng hoa ở cuối mùa giải và chiến thắng 2-0 anh em nhé trước liệu trước Villarreal ở cái trận bán kết lượt đi Champions League ấy, thì gần như là đã giúp à, huấn luyện viên Jurgen uh, Klopp thì đã đặt một chân vào cái trận chung kết thứ ba ở mùa giải thì sau cái chức vô địch giữa cấp uh, liên đoàn Anh đó liên đoàn Anh và chung kết của FA Cup ấy thì uh, vì thế mà cái chuyển làm khách ở trên sân nhà ở Newcastle vòng 35 này thì là một mục tiêu Liverpool thì theo như mình dự đoán là họ sẽ cố gắng để giành đoạn 3 điểm để mà tiếp tục đua vào cái cuộc ngôi vô địch ở ngoài hạng Anh của mình khi mà khoảng cách giữa The Cup và với cái đội đầu bảng là Man City đây anh em này đó nó chỉ là khoảng cách là một điểm thôi được chưa anh em nó động lực thi đấu rất là cao luôn đấy thì uh, có thể nói thì uh, với cái kết quả trên ấy, thì coi như Liverpool là coi như đã bước một chân vào chơi ở trận chung kết và cái lữ đoàn đỏ thì uh, đã lọt vào chung kết của FA Cup thì đối thủ của họ ở trận đấu còn lại đó chính là Wembley là Chelsea tại Wembley là Chelsea ở ngoài hạng Anh thì thầy trò club thì đang xếp thứ hai rồi đúng không ạ đó với 79 điểm Đấy, Liverpool hiện tại đang có một cái sự cân bằng về giữa tấn công và phòng thủ. Thì tại Premier League thì uh, Jacob đang giữ sạch 7 trong 9 trận gần nhất và trong đó trong đó thì hàng công và liên tục có những sự thay đổi. Thì những cái vẫn nhưng mà vẫn đều đặn nổ súng. Đấy ví dụ như Mosala này, Mosala, Sadio Mane, Luis Diaz và Roberto Firmino, Diogo Jota và Dovic Origi thì lát nữa thì những cái cầu thủ này ra sân với cái đội hình dự kiến đây anh em đó thì mình sẽ lên cho anh em để anh em có thể có được uh, cái cách nhìn nó khách quan hơn ok chưa đó thì um, cái trận đấu rạng sáng ngày mai thì cái chuyến làm khách trên sân của Newcastle thì đội bóng áo đỏ thì đang đạt một cái phong độ là rất rất là cao ở cái giải đấu này anh em ạ thì theo đó thì họ đã thắng là 12 trên 3 trận gần đây nhất ở Premier League và Liverpool thì đã ghi ít nhất là hai bàn trên một trận ở 16 đến 19 trận trên sân khách gần đây nhất ở các cái giải đấu cao của nước Anh. Thì ở cái vòng đấu này khi mà Man City chỉ phải gặp là Leeds United thì trận đấu này chắc là lát nữa mình cũng sẽ lên cho anh em để anh em có được những cái nhận định nó thật là tốt nhất được chưa ạ? Rồi, đấy thì anh em hãy nhớ là đăng ký kênh để lại bình luận ở dưới phần mô tả để mà có thể là đón xem được những cái à, soi kèo nhận định nó thật sự là chất lượng nhất được chưa anh em? Thì à có nhiều khả năng ấy, có nhiều khả năng thì đội bóng à, nằm trong đội cuối bảng thì à, nhiều khả năng thì Liverpool sẽ mất điểm ở tại sân Gem à, Park với khoảng cách thì sẽ được nới rộng. Bởi vì nói chung là nó cũng 50 50 bởi vì là chắc chắn thì huấn luyện viên Klopp à, thì sẽ không muốn cái điều đó xảy ra, cho nên họ sẽ làm mọi cách để bảo hưởng đến 3 điểm anh em ạ. Liverpool thì đang chơi rất là tốt trước Newcastle trong thời gian gần đây. Đó, thì theo đó là đây là những cái lần gặp mặt gần nhất anh em này đó trong năm cái trận gặp mặt lần đấu sáu cái trận gặp nhau gần nhất anh em nhé thì Real đã bất bại và trong đó có bốn chiến thắng hai hòa. thì tuy nhiên đối với một cái phong độ cực cao của Newcastle hiện tại thì đội khách không hề là không không dễ dàng mà để có thể là chi, tìm tìm kiếm được uh, cách chiến thắng. thế thì phong độ gần đây của các cái uh, câu lạc bộ thì sao? đấy với phong độ cực kỳ tuyệt vời của Newcastle của nửa mùa sau Mùa giải đã giúp cho đội bóng này có được cú nước rút cực kỳ ấn tượng Và từ một đội là trong nhóm cầm nền đỏ đã vươn lên nửa bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu anh em nhé Đó đây anh em phải thấy đã 10 vòng đầu thì đã leo lên vị trí thứ 9 rồi Và với một cái thắng lợi đây thuyết phục trước 3-0 trước Norwich ấy Đây một cái thắng lợi rất thuyết phục 3-0 trước Norwich ở vào cái vòng đấu vừa qua Thì Newcastle hiện là đã có là 4 chiến thắng liên tiếp ở tại ngoài hạng Anh và con số này thì trước có cái dấu hiệu dừng lại anh em ạ, đó thì cái phong độ ở trên sân nhà thì có thể thấy thì đây anh em có thể thấy phong độ ở trên sân nhà nhé thì hiện tại là Newcastle là đang có 6 chiến thắng liên tiếp và đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà họ đã làm được điều này ở Premier League thì với cái tiềm lực tài chính mạnh mẽ đến từ những cái người những cái ông chủ người Ả Rập thì đội bóng ở vùng đông bắc nước anh này đã đưa về cho những cái bản hợp đồng rất chất lượng ở cái tháng 1 vừa qua thì um, có cả ví dụ như điểm điểm qua là ví dụ như có Danilo bon này, bộ à, Bruno Gimare và Kieran Tripper hay là Chris Wood thì đều đã chứng tỏ được cái khả năng của mình đấy. Thế thì mình sẽ đi đến là cái mặt là tương quan lực lượng của ngày hôm nay để anh em có thể thấy. Thì à, ngày mai trận đấu diễn ra vào à trận đấu diễn ra vào tối hôm nay loạt sớm nhất thì Liverpool thì có khả năng thì sẽ thiếu thiếu vắng Firmino anh em ạ bởi vì những cái lý do về chấn thương nhưng mà huấn luyện viên Jacob thì cũng không cần phải quá lo lắng về cái điều đó bởi vì trong thời điểm này thì lữ đoàn đỏ đang có một cái đội hình mạnh nhất trong những năm trở lại đây và khi mà chơi ở trên sân khách thì cơ hội giành chiến thắng thì vẫn được đặt vào bộ đôi tấn công siêu đẳng đó chính là Salah và Mane thì ngược lại về cái đội chủ nhà đang thiếu vắng rất là nhiều trụ cột bởi một dài danh sách chấn thương thì trong đó có Calum Wilson và người đã ghi được uh, ghi được uh, 6 bàn cho Newcastle ở mùa này anh em nhé. Dù sao thì trước một đội bóng rất là mạnh thì nhiều khả năng thì huấn luyện viên uh, Eddie Hope thì sẽ chơi phòng ngự phản công và sẽ chờ đợi những cái sự tỏa sáng của các nhân tố có khả năng gây bất ngờ đến hàng công của họ. Ví dụ như là Jolinton hay là uh, Gumares đó. Rồi thì đó là những cái thông tin mà mình đã điểm qua được cho tất cả anh em. Vậy thì để mà anh em có khi mà mình đã lên được những video này ấy, để mà giúp cho anh em có được những cái cái mã kèo có thể là xanh chín nhất Thì mình sẽ điểm qua một chút về những cái mã kèo hiện tại được chưa anh em ạ Đây thì đối với mức kèo châu Á hiện tại ấy, thì có thể là mức chấp của Liverpool thì đang rất là cao chấp tới là 1,25 Thì cái điều này là rất là dễ hiểu anh em bởi vì là hiện tại thì phong độ của Liverpool đang nói thật là cả Liverpool và Newcastle ai cũng cao cả Đấy, Newcastle thì cũng là hưng hưng khi thế nhưng mà Liverpool bắt buộc phải giành 3 điểm để có thể là vô địch tức là không phải tức là để có thể trở thành top 1 anh em nhé bởi vì cách biệt giữa Man City cũng chỉ là một điểm thôi mà tối nay thì Man, Man City là họ cũng đá đó được chưa thì ngày hôm nay thì theo mình nghĩ là với cái mức chấp rất là khá là cao như này đó mà tỷ lệ thì cũng chỉ là một mà tỷ một ăn 0,97 tức là ví dụ như anh em đánh một ngàn đánh một ngàn thì anh em sẽ được 970 ok chưa đó thì uh, theo mình nghĩ rằng ấy là mình sẽ nghiên cứu được tất cả những cái kèo khác nhau đấy anh em có thấy thì đối với cái trang mà hiện tại mình đang mình mình đang làm quảng cáo thì mình đang làm, làm quảng cáo đấy thì nó luôn tất cả anh em trước khi lên kèo tất cả những cái vấn đề nạp rút hay là đăng ký tài khoản vấn đề đông trang thì bản thân chiến đều hỗ trợ anh em hết anh em nhé đó. Và anh em có thể thấy thì anh em mà đang chơi qua các nhà thầu ở ngoài thì đang sẽ không được xanh chín nhất có thể bởi vì rằng là khi mà đóng kèo rất sớm thì anh em gần như là bị đặt vào một cái cửa ép rất là cao. Còn ở đây thì anh em này thì ngoài ra đây là những cái mã kèo đầu tiên mà mình hay đưa lên. Đấy, ngoài ra đó thì còn 65 mã kèo khác nhau nữa. Khi mà trận đấu đang diễn ra trên thêm trực tiếp thì anh em có thể đánh được những cái mã rung để cho anh em có thể xả kèo. Ví dụ như ngày hôm qua đấy, ngày hôm qua đấy thì khi mà cái trận đấu giữa Stanbook và PSG thì mình cũng đã lên cho một số mã anh em trong nhóm để mà có thể xả kèo. Đó, chơi là nó phải như thế anh em nhé, phải là danh chín nhé. Đấy, thì với cái mức chấp 1,25 khi mà hướng tới là, theo mình nghĩ là trận đấu này là hướng tới là là tài 2.75 anh em ạ. Đó, thì bên nào thì cũng khát máu cả. Đấy, chẳng lý do gì mà sẽ không, sẽ không tấn công. Oliver thì sẽ không tấn công vậy thì cái mức tài xỉu ở đây thì hiện tại là là tài 10 thì mình nghĩ rằng cái cửa này là cũng kê okay nhé để mà có thể là chắc ăn nhất thì mình sẽ điểm qua lại này à, cái trận đấu gần nhất giữa hai đội này gặp mặt nhau đây trận đấu này ừ. thì cũng có tỷ lệ nổ ly li là liver đã thắng 3-1 anh em nhé tuy rằng new tuy rằng new đã kiểm soát bóng chỉ có 26% thôi nhưng mà số, cũng không có số vật góc chứng tỏ là đối với cả, cả lịch sử thì vẫn đang rất là ủng hộ, rất là ủng hộ mình đúng không? Đấy. Thế thì đối với những cái tư liệu này, những cái tư liệu này và những cái nhận định này của mình, thì mình sẽ lên cho anh em về tặng cho anh em hai kèo đầu và cũng nói luôn với tất cả anh em về là những cái mã kèo này thì mình sẽ sẽ gọi là như kiểu linh động, mình sẽ linh động và thay đổi trong những cái trong những cái thời khắc ví dụ như là là đội hình chính thức ra sân này. Đấy hay là khi mà đang nhập cuộc này để cho anh em có thể là xả kèo, đăn kèo chơi như nào có thể là xanh chín nhất được chơi anh em. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em về hãi mã. Thứ nhất đó chính là à, cửa một là cửa tài anh em này. Được chưa anh em? Tài này, tài 2.75. Tài 2.75 và một cái kèo nữa, kèo nữa ở trong cái phần này em nhé. Nếu như anh em chưa biết thao tác thì hãy trực tiếp lên hệ với chiến, chiến sẽ chỉ chỉ dẫn cho tất cả anh em được chưa ạ? Rồi và cái kèo thứ hai đó chính là cái kèo tài tài 10 được em nhé Rồi, đó là hai kèo mà mình tặng cho anh em. Và tất cả những anh em thì nếu thấy cái phân tích của mình hay thì hãy kéo xuống phần mô tả, kết nối với mình qua Zalo và link uh, Telegram thì mình đã lên cho tất cả anh em rồi. Đó được chưa Rồi, và đến đây thì uh, trận đấu trận uh, cái soi kèo nhận định bóng đá của mình. Đấy, giữa Newcastle và Liverpool thì cũng đã được điều kết thúc được cho anh em lát nữa mình sẽ lên một đến hai video nữa nhận định về những cái loạt trận của ngoại anh tối nay tối nay rất là nhiều trận và bởi vì rằng là rất là nhiều trận đấu diễn ra rất là nhiều mã kèo thật sự là thơm phải không anh em thì cho nên rằng là anh em hãy kết nối xuống dưới cho mình và vào nhóm để mình có thể gửi lên đó bởi vì nó thật với tất cả anh em luôn là các trận đấu nó đều diễn ra rất là xem xem nhau và đều là những khung giờ mà khung giờ là mình đang nghỉ ngơi đúng không ạ cho nên rằng là khi mà lên một mã kèo sớm thứ nhất là nó sẽ là cái mức độ rủi ro là nó cao này một là rủi ro hai nữa là sẽ là mình sẽ không thể làm được kịp video để cho anh em có thể là là hiểu được soi kèo và nhận định được được cho anh em thế nhá chào tất cả anh em chúc tất cả anh em nhiều may mắn và đăng kèo